15.3. Tổng hội Phật giáo Việt Nam gồm có 3 miền, Nam, Trung, Bắc. Mỗi miền có 2 giới, tăng già và cư sĩ, thành ra 6 tập đoàn. 2 tập đoàn miền Trung là Giáo hội Tăng già Trung phần và Hội Phật giáo Trung phần. Trung phần ở đây là gồm cả Trung Nguyên và Cao Nguyên. Bộ phận cầm đầu 2 tập đoàn miền Trung cùng được gọi theo tên cũ là Tổng trị sự. 8 năm trước, 1963, tôi lại ngài Thuyền Tôn làm hội trưởng tổng trị sự cho con cháu của hội mà ngài là một trong 3 vị chứng minh đại đạo sư sáng lập, được núp trong bóng đại thụ của ngài, phục vụ hội trong giai đoạn khó khăn. Năm 1963, tôi lại mà vâng lời ngài làm hội trưởng tổng trị sự để ngài tịnh trú. Như vậy, hội trưởng tổng trị sự Hội Phật giáo miền Trung năm 1963 là tôi, Trí Quang. Theo cổ lệ, Phật đản miền Trung do giáo hội lo nghi lễ, còn tổ chức thì hội lo toàn bộ, vì hội có các tỉnh hội và các tỉnh hội có các khuôn hội. Như vậy, tôi là người tổ chức đại lễ Phật đản 1963. Lệnh cấm treo cờ Phật giáo nhắm vào lễ đài Phật đản của các tỉnh và các khuôn, nhất là nhắm vào Huế. Hội trưởng tổng trị sự chống lệnh ấy, và như vậy, tôi thành người mở đầu cuộc vận động 1963 của Phật giáo. Cũng nên nhắc lại cái lệnh cấm treo cờ Phật giáo. Trước Phật đản 3 ngày, ông tỉnh trưởng Thừa Thiên lên từ đàm, vận động tôi đừng treo cờ. Tôi từ chối. Hôm sau ông lên nói, bây giờ có lệnh đây, tôi chỉ tống đạt. Tôi nói rất ngạc nhiên về cái lệnh như vậy của chính quyền, mà là chính quyền trung ương và không thể tuân hành được. Với sự kháng cự lệnh này, tôi tự hoàn thành tội danh mở đầu cuộc vận động 1963 của Phật giáo. Không cần ai tự bảo mình sắp đặt như vậy. 15.4. Khi ủy ban liên phái họp, không ai muốn không bị bắt, là ai cũng muốn đem khổ hạnh của mình thành tựu nguyện vọng của Phật giáo, chứ không phải cầu may hay áp dụng khổ nhục kế. Riêng tôi, với cái tội khởi xướng tôi biết, và chính quyền cũng không ngần ngại gì mà không cho biết, chờ đợi tôi là cổ máy đoạn đầu đài. Nói nôm na là máy chém, đừng có ảo vọng gì khác. Ở đây nên nói chuyện cũ một chút. Trước 1963 khá lâu, có lần và là lần đầu, Tổng thống Diệm mời tôi đến tư thất và cố vấn cẩn cho biết riêng là để nói việc giúp đỡ đồng hương di cư của Phật giáo Quảng Bình. Khi gặp, Tổng thống Diệm nói có hai vùng đất. Một là vùng cát màu mỡ và rất đẹp ở Cam Ranh, hai là vườn ươm của canh nông ở núi Thiên Thai. Hai vùng đất này, vùng nào cũng có thể làm nơi cư trú và làm ăn cho cả trăm người. Tôi muốn thầy đứng ra nhận để lo cho đồng hương. Tôi nói đồng hương ấy không nhiều, chỉ có 5 học tăng và một ít cư sĩ. Họ đã sinh sống ổn định lâu rồi. Tôi chắc Tổng thống nói chuyện giúp đỡ này là có ý giúp đỡ Phật giáo. Tôi nghĩ Tổng thống đặt vấn đề như vậy thích đáng hơn. Tổng thống hỏi giúp cách nào? Tôi nói, một nửa vườn hoa tao đàn và 5 triệu tiền lúc ấy là đủ cho Phật giáo có một cơ sở bề thế và triệu tập một đại hội Phật giáo quốc tế. Vừa thay nước mời tôi, vừa suy nghĩ trên 5-3 phút, Tổng thống nói, sức tôi không lo nổi. Bây giờ, 5-7 hôm sau khi khởi xướng cuộc vận động 1963, cụ NH đến từ đàm vào lúc gần 5 giờ sáng, nói với tôi, Tổng thống có thể thỏa mãn đề nghị cũ nếu tôi ngưng cuộc vận động. Tôi tự tốn nói, đề nghị ấy quá lỗi thời rồi, với lại làm sao Tổng giám mục chịu cho Tổng thống làm. Cụ NH hiểu biết, ra về khi trời chưa sáng hẳn. Hết màn trên, tiếp liền màn khác,
một người công chức tự nói là hội viên khuôn hội Phú Thạnh yêu cầu nói chuyện hơn thiệt với tôi, rằng thầy chống đối thì đương nhiên chính quyền sắp sửa máy chém. Sao thầy không nghĩ cuộc sống dài hơn, cho công việc dài hơn? Xét thấy người này chỉ học bài và trả bài, tôi điềm đạm nói với anh như vậy. Anh cũng điềm đạm ra về sau khi nói: con không biết gì cả thật. 15.5. Nếu bị bắt lúc Xá Lợi bị tấn công, tôi bị thọ án tử hình theo thủ tục bình thường hay hơn nữa, theo thủ tục khẩn cấp, thì đó là điều tôi đinh ninh như vậy. Nhưng sẽ khác hẳn nếu bị bắt lại sau 9 ngày. Bị bắt mà như không bị bắt, nhất là sau khi về pháp quan. Vì vậy, tôi quyết định không để bị bắt lại. Không để bị bắt lại nhưng cũng đã không có cách nào khác hơn đến tòa đại sứ Mỹ. Tôi ý thức sự phức tạp cho riêng tôi, kể cả khi đã ngồi trong tòa đại sứ ấy. Trong người tôi tự thấy ngạc nhiên và bất ổn. Nhân viên cao cấp của tòa đại sứ cũng thấy ra như thế. Họ nói với tôi, nếu thượng tọa có ý định tị nạn ở đây thì là khách của chúng tôi. Nếu thượng tọa không có ý định ấy thì có thể ra đi bất cứ lúc nào thượng tọa muốn. Tôi nói, dĩ nhiên tôi đang yêu cầu tị nạn ở đây, nhưng xin lỗi, tôi vào đây còn muốn nhìn thấy người Mỹ giải quyết như thế nào về vấn đề mà người Mỹ có trách nhiệm. Tôi ở đây tùy thuộc vào sự nhìn thấy ấy. Họ nói, vậy xin mời thượng tọa ở đây với chúng tôi cho đến khi thấy không cần ở nữa. 16.1. Đến đây, tôi ngưng một giai đoạn của Phật giáo bằng cách ghi thêm mấy việc linh tinh cần nói mà không cần theo thứ tự nào cả. 1. Do Hòa Thượng Chân Trí mà gia đình Phật tử tập hợp đúng giờ, đúng chỗ trước tòa tỉnh trưởng Thừa Thiên vào buổi chiều 14 tháng 4, buổi chiều mà Phật giáo khiếu nại, cờ đèn bị phá, bị giật, lễ đài Phật đản bị xúc phạm, rất mất dạy. Tỉnh trưởng mời Phật giáo họp để giải quyết. 2. Huynh trưởng gái được bí mật giao cho cầm đầu đoàn gia đình Phật tử rước Phật từ Diệu Đế lên Từ Đàm. Không có sự khôn khéo của anh thì năm biểu ngữ không lên thấu chùa, kế hoạch bị thương tổn không nhỏ. Cũng chính huynh trưởng gái đầu tiên đem tài liệu vào Ấn Quang, mà lúc đó nếu thiếu can đảm và khôn ngoan đã không thể chu toàn nghĩa vụ. 3. Ba thanh niên hoạt động nổi tiếng sau khi thiết quân luật là Bôi, Nho, Doãn. Bôi đã thành người thiên cổ, còn hai người kia tôi chưa có dịp liên lạc được. 4. Tôi đặc biệt nói đến một Phật tử mà là ân nhân của Phật giáo. Kể từ lúc Phật giáo mới rục rịch có vấn đề, suốt đến khi chế độ ông Diệm sụp đổ. Người này là đệ tử Hòa Thượng Mật Nguyện, là người đồng hương với tôi, là ông Đẳng. Ngay từ đầu, ông đã bỏ công bỏ của ra không nhỏ dù ông khá nghèo. Ông đóng vai trò tỉnh trưởng và Phật tử rất vất vả, lao tâm khổ trí. Không có ông, tôi đã rất khó khăn trong việc tiếp xúc với các cấp chính quyền. Người sắp đặt cho tôi lên máy bay đi Sài Gòn là ông. Khi tôi viết mấy dòng này, ông đã không còn nữa từ lâu. 5. Bác sĩ Lê Khắc Quyến, pháp danh Nhật Thắng, đệ tử Đại Tổ Đình Quốc Ân người Huế. Tôi là bệnh nhân đến khám bệnh tại phòng mạch tư của ông ở cửa Thượng Tứ. Bây giờ ông là giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế. Sau đó được biết bà cụ thân sinh ông là em ruột cụ bà Lê Văn Định. Mối liên hệ Phật giáo của ông là như vậy. Chưa kể thân sinh của ông cũng là đệ tử Đại Tổ Đình Quốc Ân, bổn sư là Ngài Đắc Quang, Tăng Can Quốc Tự Linh Mụ. Ông là khoa trưởng Đại học Đường Y Khoa Huế, được gia đình Tổng thống Diệm biết ơn vì chữa bệnh giỏi cho cụ bà thân sinh của họ. Ông có nhà mới, lớn và đẹp ở phía nam thành phố nhưng chưa kịp ở.
ông tham gia cuộc vận động 1963 của Phật giáo, mất hết chức và nhà, bị bắt bị tù. Khi tham gia, ông tự biết sẽ phải như vậy. Sau Phật đản 5-3 ngày, một buổi sáng gặp tôi, ông cho biết ông Diệm mời ông vào Sài Gòn để nói về vấn đề Phật giáo. Ông hỏi tôi muốn ông nói gì. Tôi nói xin nói rất thật thâm tâm của tôi. Tôi không mưu đồ gì cả, chỉ phản ứng vì hết mức chịu đựng sự xúc phạm quá đáng đến Đức Phật và Phật giáo của tôi mà thôi. Vấn đề như vậy quá dễ giải quyết cho Tổng thống, chứ không thương tổn gì. Hôm sau, bác sĩ Quyến về Huế nói, ông mời vào để nghe ông nói, không phải để nói cho ông nghe. Bác sĩ Quyến chẳng những tham gia hết lòng vào năm 1963, sau đó đến nỗi mất sạch, bị bắt bị tù hơn nữa, vẫn không chán bỏ đạo Pháp mà không mưu đồ gì cả cho đến hết đời. 6. Việc Phật tử Mai Tuyết An chặt tay phản đối bà Nhu. Người Mỹ hỏi ý kiến tôi nói phong trào chống đối ông Diệm đã và sẽ lan ra mạnh mẽ trong giới học sinh, sự việc quả như vậy ngay sau đó. 7. Sau khi thiết quân luật, hoạt động hải ngoại là Hòa Thượng Nhất Hạnh và Bác sĩ W. 8. Bác học Bửu Hội gặp tôi khi về thăm mẹ. Tôi phàn nàn động thái gây ác cảm nặng nề của ông. Ông ân hận và muốn đóng góp. Tôi nhờ chuyển đến Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc 5 vali đầy đủ tài liệu. Chuyển ra để ở khách sạn của ông Lê Văn Hiệp. Ông Hội đến nhận, ở đó chuyển giao rất chu đáo nhanh chóng. Bằng tình cảm cá nhân, ông Hội lại tác động các đại sứ Á Phi đến điều tra nhân quyền ở Nam Việt Nam. Hòa Thượng Nhất Hạnh và Bác sĩ W càng liên lạc và hướng dẫn cụ thể cho phái đoàn này. Chỉ vì tôi chưa kịp nói nên đôi bên chưa hiểu nhau. Chính khi ở Xá Lợi, tất cả chi phí không nhỏ cho việc của Phật giáo miền Trung mà tôi phải liệu, thì người liệu giúp tôi là ông Lê Văn Hiệp. Nhân đây tôi nói đến chi phí khi còn ở Huế. Mọi chi phí ở đây và lúc ấy là do các khuôn hội Thừa Thiên Lạc Cúng, do tỉnh hội ấy thu và chi. 10. Tình báo một cách xuất sắc nhất là một Phật tử tự động. Chính ông Nhu cũng lao đao về sự tình báo của người này. Người này thường viết báo cáo giao cho Hòa Thượng Tâm Châu mà không ra mặt, nhưng sau này tôi cũng biết người đó là ai. 11. Hòa Thượng Trí Quảng lúc ấy khá có khả năng vận động phong trào học sinh. 12. Hòa Thượng Thiện Minh có sáng kiến tấn công bà Nhu. Sự tấn công này tác động nhanh và mạnh đến bất ngờ đối với phong trào học sinh. Mưu đồ lừa đảo của chính quyền trong việc thực thi thông cáo chung cũng rã vì Đức Bà lồng lộn dung dích, nhưng Hòa Thượng Hộ Giác và Thầy Giác Đức thì tai họa không nhỏ vì mồm miệng không ưa nổi trong chiến dịch ấy. Nghe nói lúc bị bắt, hai ngài được Đức Bà hỏi thăm khá ân cần. 13. Sau hết, mà thật ra là trước hết, tôi nói đến một người bạn của tôi, bác sĩ W. Ông thương tôi hết lòng, việc tôi làm, mở đầu mà thế giới biết là do ông. Giao thiệp với Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc đầu tiên là do ông. Sau thiết quân luật, Phật giáo bị hốt rồi, cũng chính ông hoạt động với Hòa Thượng Nhất Hạnh, rất hiệu quả. Ông trước sau không nói gì, nhưng tôi biết và biết rõ, ông muốn qua tôi, Phật giáo phải thành một lực lượng. Nhưng thực tế làm cho ước muốn ấy không phù hợp với chính Phật giáo. Dẫu vậy, ông không biến đổi tình cảm, vẫn một lòng một dạ thương tôi, thương Phật giáo của tôi. Ở đây tôi nói vắn tắt về ông, về cái tình ấy, cái tình tôi không thể quên, không bao giờ quên. 17.1. Ở trong tòa đại sứ Mỹ, khi đoán chắc sẽ có đảo chánh, tôi lại lo như tình trạng Hàn Quốc. Lý Thừa Giảng đổ rồi, đảo chánh hoài. Như thế thì làm được cái gì? Ông Diệm bị đảo chánh rồi.
tôi cáo từ ra về. Người Mỹ nói nếu có thể, tôi nên góp ý kiến với chế độ mới. Tôi nói, nhưng không nên đảo chánh nữa. Người Mỹ không nói lại gì hết. Tôi đoán trước những gì sẽ xảy ra nếu không vì thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tôi đã công thành thân thoái rồi. Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ thành lập là vì phải thành lập, nhưng đối nội đối ngoại sẽ đầy những sự khó vui. Dù vậy, vẫn phải thành lập, thay thế Tổng hội Phật giáo Việt Nam hết nhiệm vụ rồi. Dự thảo hiến chương cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tôi viết lời mở đầu, công bố lý tưởng hòa bình. Phật giáo không đặt sự tồn tại của mình ngoài sự tồn tại của dân tộc. Giáo hội Phật giáo Việt Nam được cầm đầu bởi chức vụ Tăng Thống, tước hiệu có từ thời đại Đinh Lê. Tăng Thống tương đồng với Tăng Can, tước hiệu vua Minh Mạng đã đổi ra. Giáo hội Phật giáo Việt Nam gồm có hai viện, Tăng Thống và Hóa Đạo, lãnh đạo tất cả tăng ni và tín đồ của Phật giáo Việt Nam. Khi chính thức thành lập, tôi tìm cách giữ chức vụ chánh thư ký viện Tăng Thống là thật sự muốn ẩn mình, hy vọng tiếp tục dịch giải kinh sách vốn là chí hướng đích thực của tôi. 18.1. Nhưng rồi tôi chữa lửa mà bị cho là đốt nhà. Bao nhiêu chuyện xảy ra ở Huế cũng như ở Sài Gòn, do các ông tướng, ai cũng thấy mình có thể làm nên chuyện. Quần chúng Phật giáo bị cuốn hút là vì cái tính giữa đường thấy chuyện bất bình mà tha nên bị lợi dụng. Có khi thật phiền. Sau hết có ông tướng nghĩ mình dẹp loạn được thì được vượt trội trong quyền chức, không ngờ công thành tội, bị buộc phải khuất thân đối với kẻ thật ra là ăn nhờ. Bằng cái gọi là quốc hội lập hiến, tôi mong quần chúng có cơ cấu sinh hoạt chính trị, Phật giáo có thể rút mình ra, nhưng việc này là họa hổ bất thành phản loại cẩu. 18.2. Trong khuôn khổ của sự dẹp loạn, để làm cho quốc hội lập hiến, hổ biến thành cẩu, có một màn có thể nói là khó nói. Một đoàn chiến xa và thiết giáp khá hùng hậu được điều động từ Quảng Trị vào Huế. Khi sắp qua cầu An Hòa, viên sĩ quan chỉ huy ra lệnh ngừng lại, để anh đi thám sát đã. Anh đến chùa của khuôn hội Phật giáo Phú Thạnh, miệng hét tay làm, hối thúc Phật tử khuôn hội, có anh phụ lực khiêng bàn Phật ra đặt giữa đường, lại thúc hối tư gia Phật tử làm theo. Viên sĩ quan quay lại báo cáo, đường bị cản trở, rồi đợi lệnh. Nhưng bàn Phật được đưa ra càng nhiều, khuôn hội Phú Thạnh đã chạy vào Diệu Đế thông báo cho tôi và hỏi ý kiến. Tôi hỏi Ôn Thiện Siêu đang có mặt. Ôn nói, thụ động, chưa biết làm sao. Thực tế, tôi cũng không thể bảo ngưng được nữa. Bàn Phật đã có sâu trong thành phố rồi, chưa bao giờ mà bây giờ tôi phải xúc phạm sự tôn nghiêm đến mức này. Thế nhưng chưa hết, đêm đó trung tâm thành phố Huế sáng lên lung linh huy hoàng với quá nhiều bàn thờ Phật. Đêm sau càng là như vậy, trung tâm thành phố bãi công bãi thị 100%. Trong khung cảnh này, tôi được cấp báo có một Phật tử tự thiêu. Phật tử này là Nguyễn Thị Vân, pháp danh Không Gian, đệ tử Ngài Tăng Can Quy Thiện, thuộc Thiền Phái Gốc, Thiền Phái Long Trì. Vân 18 tuổi, học sinh năm thứ hai của Bán Phần Tú Tài, trường Bồ Đề Thành Nội. Nhà ở cửa Thượng Tứ, đối diện nhà bác sĩ Quyến. Vân là thành viên gia đình Phật tử Thành Nội, từ Anh Vũ mà học và thi lên đến đoàn phó, rồi đoàn trưởng năm 14 tuổi. Đã mặc áo dài nhưng màu trắng cũng như màu lam đều không chịu may eo. Thông minh xuất sắc, ít nói nhưng rất dễ mến. Việc tự thiêu hoàn toàn do Vân lặng lẽ tự sắp đặt, với nhiều lắm là 3 lít xăng, thực hiện tại chùa khuôn hội Phật giáo Thành Nội lúc 4 giờ sáng. Khi ánh lửa bùng lên, người trong chùa, có cả em trai của Vân là Lam Sơn mới biết, có người tự thiêu nhưng chưa rõ là ai, chỉ thấy một người ngồi trang nghiêm, chắp tay trong lửa. Lửa hạ mới biết là Vân, do thư để lại, nhưng non 3 lít xăng không giúp Vân giải thoát hình hài.
Vân hỏng mắt nhưng vẫn tỉnh, vẫn niệm Phật, không rên kêu gì và được đưa ngay qua bệnh viện trung ương. Chính bác sĩ Quyến chăm sóc cho Vân với sự góp sức của các giáo sư y khoa người ngoại quốc. Vân vẫn tỉnh, vẫn nói được, dù nói khó khăn. Bác sĩ Quyến khóc, các giáo sư ngoại quốc cũng khóc, y khoa hết khả năng trong trường hợp này. Vân muốn gặp tôi quá nhiều việc. Ôn mật nguyện tình nguyện đóng vai tôi, nhưng Vân nói gì thì không thể nghe được. Xung quanh Vân ngoài bác sĩ Quyến, Ôn, mật nguyện, bây giờ đã có em trai Lam Sơn, có chị cả, có cha. Ai cũng ngậm nước mắt, nhỏ tiếng niệm Phật cho Vân. Theo tiếng của Ôn, mật nguyện và bác sĩ Quyến, đến 7 giờ 30, Vân về với Phật, linh cữu được quàn tại Diệu Đế. Thiếu tá Sảnh xông vào cướp linh cữu của Vân, đem dùi tại chùa Viên Thông. Sau này, Phật giáo và gia đình Vân cải táng đem về chùa Quy Thiện, nằm chung với tiên nhân. Nỗi ân hận về bàn thờ Phật cùng nỗi thán phục Vân cho đến nay không nguôi trong tôi. 19.1 Tôi bị bắt từ Huế đem vào Sài Gòn, giam tại một bệnh viện tư, sau khi họ bàn với nhau gần nửa ngày. Tại đây tôi tự ý tuyệt thực 100 ngày, tiếp theo thời gian đã làm 2 ngày ở Huế. Tôi tuyệt thực rất nghiêm túc, trước hết tâm tư thanh thản và thanh lương, xả bỏ tất cả, kế đến chỉ uống nước trong, sau vì nhức đầu và nướu răng quá, phải dùng 2 muỗng canh mỗi ngày nước thuốc dextrose. Hòa thượng Trí Thủ sắc nước lúa lâu năm cho tôi một chén vài hớp, uống vào đi đại ra máu liền. Họ lệnh cho bác sĩ quản đốc bệnh viện và một bác sĩ nữa nay vẫn còn sống phải bị trừng trị nếu để tôi chết. Tôi nghe hai bác sĩ ấy nói mà không nghĩ ngợi gì, dù thừa biết tại sao. Tôi nghe đọc Tây Du, đọc bản dịch của người nam nghe vui về văn, viết được 2 tiểu phẩm. 1. Bình luận Tây Du theo duy thức học của chính người gọi là ông Tam Tạng. 2. Khái luận về khởi tín luận, viết nghiêm chỉnh, dù lúc đó đâu có tài liệu nhưng ký ức của tôi lại sắc hơn lên. Tôi vẫn trì niệm hồng danh đức bổn tôn A Di Đà đúng thời khóa mà lại thêm lên nhiều hơn. Có lúc ngẫm nghĩ về việc Thánh Cam Địa áp dụng phương pháp tuyệt thực và bất bạo động. Đến ngày 70 thì thị lực kém sút khá nặng. 10 ngày sau đó nữa thì phải ngưng hẳn nghỉ và viết, bỏ dở tiểu phẩm bài học từ văn cảnh sách mà tôi rất vui về dự thảo trong trí. Gần đủ 100 ngày thì rất nhức mỏi, nhất là hai cổ tay. Đánh khá mạnh bằng dùi chuông gia trì lớn vẫn không đã. Cả hai bác sĩ hội chẩn thấy tim mạch tôi đáng ngại, nói có lẽ họ phải làm nghĩa vụ thầy thuốc. Có vẻ họ nghĩ tôi cũng mong như vậy. Rất mệt nhưng tôi điềm đạm và nói rõ: xin các ông đừng trộn rộn, các ông không làm được gì tôi đâu. Xin các ông nghe rõ, tôi không muốn trộn rộn. Cả ngày 98 ấy tôi mệt kỳ lạ rã rời, nhưng cảm thấy cái vui tuyệt diệu nếu đi khỏi cuộc đời trong cái vui này. Thế nhưng ngày 99, rồi ngày 100, đột nhiên khỏe khoắn và tôi chấm dứt vào 0 giờ ngày 101, mừng vì thiện nguyện thành tựu. Từ đầu hôm đến giờ này, ngồi với tôi là Trung Hậu và hai Phật tử bị bắt đi theo từ ngoài Huế, lại có các thầy Nhật Lệ và Đức Trạm vài tối tụng tán cho tôi nghe một thời kinh, có các chú ở Ấn Quang mà tích cực nhất đối với việc tôi làm. Tôi khởi sự ăn lại bằng nửa miếng phô mát vì thấy muốn ăn muối. Buổi sáng ngày đó, các hòa thượng Trí Thủ, Thiện Hoa và Huyền Quang cùng ngồi với tôi. Hòa thượng Trí Thủ nói, bây giờ thì cho thầy biết, người ta không muốn thầy sống đâu, vậy thầy chết là dại. Thôi, Thiên Long hộ pháp thật thần kỳ, vậy là tốt rồi.
Hòa thượng Trí Thủ nói đúng, thầy Thiện Minh bị ám sát mà thoát chết, còn tôi, người ta ra lệnh không để tôi chết lúc tuyệt thực chỉ vì nhu cầu của họ lúc đó. Nhưng thực sự có ba bên không muốn tôi sống. Họ muốn Phật giáo không còn là mối bận tâm cho họ nữa. Việc đi Ý hay đi Nhật là mưu đồ đi đày, không hơn không kém. Đặc biệt nên nói vài việc trong khi tôi tuyệt thực. Thứ nhất, một nữ giáo sư luật trẻ người Âu dạy viện trợ cho Đại học Đường Luật của Ấn Độ nói các vị thần linh Hy Mã Lạp Sơn bảo cô đến làm phép và săn sóc tôi. Nói việc này để thấy âm mưu rất tồi cũng được dùng đến. Thứ hai, một ngày khác 9 giờ sáng một chiếc xe ngoại giao đoàn của Ý đến mời thầy lên xe, chúng tôi đưa thẳng lên phi trường đến nước chúng tôi. Tôi nói tôi có ý đi tị nạn hay lưu vong gì đâu. Họ nghĩ ngợi khá lâu rồi nhún vai, chào tôi rất lịch thiệp và ra về. Thứ ba, một đại biểu Quốc hội Nhật, gốc là một nhà sư gặp tôi, nói thủ tướng nước ông nhờ ông hỏi tôi có ý định viếng thăm nước Nhật, hơn nữa có ý định lưu trú ở đó bằng một ngôi chùa đủ tiện nghi, khuôn viên 3.000 m² và một số tiền mặt 1 triệu Mỹ Kim hay không. Nếu thầy có ý định đến Nhật như vậy, thì thủ tướng tôi sẽ mời và là khách của ông. Ông sẽ chiếu liệu tất cả. Người thông dịch cho tôi cuộc tiếp xúc này là Hòa thượng Mãn Giác. Tôi nói tôi không biết gì, không có ý định gì cả. Rốt cuộc tôi không biết gì, không có ý định gì cả nên cuộc đời tôi không vẫn hoàn không, không có gì đáng nhớ, đáng nói. Ngay như sự tự truyện này, vì không thể không có nên phải viết và phải in mà thôi. Không vẫn hoàn không là Phật cho, tôi mới được như vậy. 24 tháng 4 2555, Tây lịch 2011, Trí Quang.